Hello, xin chào các bạn đang đến với channel Tammy và cuộc sống ở Mỹ. Sáng sớm mình ra công viên để mình tập thể dục, mình đi bộ ở ngoài công viên á. Mà mới đi được chút xíu thôi, trời mưa rồi, mưa to lắm. Tính xiên xíu mà không được, cho nên thôi mình đi về. Mà trên đường về thì sẵn mình ghé vô chợ để mình mua đồ ăn. Ở nơi mình ở thì mỗi tuần, mỗi một chợ sẽ gửi báo sale về nhà cho mình. Thì mình đọc báo ở nhà, mình thấy chợ Safeway á, thịt bò chỉ có 1 đồng 97 cent một pound thôi. Mình thấy rẻ quá chừng, nên sẵn trên đường về thì mình ghé vào chợ để mình mua thịt bò luôn. Mà sau nãy giờ mình nhìn thấy thịt bò mà mình không có thấy cái loại 1 đồng 97 cent đâu hết trơn á. Thì mình mới hỏi người bán hàng á là sao mình không có thấy giá 1 đồng 97 đâu hết vậy. Thì người bán hàng họ nói là họ chưa có kịp đóng gói lại. Ráng đợi họ một xíu nha, khoảng 5-10 phút để họ đóng gói lại xong rồi họ sẽ đưa cho mình. Mình nói ok, mình sẽ đợi 5-10 phút, không có sao hết. Mình đi vòng vòng ở trong chợ xem có mua gì nữa không. Thì đứng xem vòng vòng, thịt bò nè, quá chừng loại thịt bò luôn. Đây là quầy seafood, hải sản. Crab leg kìa, to quá chừng to luôn. Wow, tôm, con nào con nấy to quá chừng to luôn. Con này nè, mỗi một con là 2 đồng 49 cent. Để đổi từ tiền đô ra thành tiền Việt á, thì mình cứ tính mỗi một đô là 22.000 đồng tiền Việt Nam. Rồi ví dụ như 9 đồng 99, thì mình lấy 9.99 nhân cho 22.000. Thì đó sẽ là số tiền đổi từ tiền đô sang tiền Việt. Thì như các bạn thấy là bảng giá có rất nhiều giá khác nhau. Thì cứ tính như vậy á, các bạn sẽ biết được rằng giá mà tính ra tiền Việt Nam là bao nhiêu. Wow, nhìn cá xe mình, cá hồi thấy ngon quá chừng luôn. Mình thấy cá tuna là cá ngừ đại dương, 10 đồng 99 cent một pound, là khoảng 450.000 đồng tiền Việt Nam cho một ký. Những gói này cũng là cá salmon, cá hồi luôn, họ cắt thành từng khúc sẵn, rồi đông đá rồi. Thì cá đông đá rẻ hơn là cá tươi. Một bịch như vậy á là 5 đồng 99 cent, là khoảng 130.000 đồng tiền Việt Nam. Đông đá chứ cũng có nhiều loại lắm.
Đây là gà, họ đã đông đá rồi. Một vỉ là có 2 con. Một vỉ như vậy là 7 đồng, là khoảng 150.000 đồng tiền Việt Nam. Hộp này là ức gà mà ở bên trong có nhân nữa, cũng đông đá luôn. Còn nguyên một bịch to này là ức gà không thôi đó. Chỗ này là thịt heo không thôi, đủ thứ loại hết á. Rồi kế bên á là thịt gà, cũng đủ thứ loại luôn, nguyên một con cũng có, phần đùi không cũng có, ức gà không thôi cũng có, đủ hết á. Còn chỗ này á cũng là thịt gà luôn, nhưng mà họ đã nêm nếm, họ ướp gia vị sẵn cho mình rồi. Một vỉ như vậy á thì có 2 cái phần đùi gà to nè, có đủ loại hết á. Mỗi một loại là ướp một hương vị khác nhau. Mình đi chợ sớm mà lại trời mưa nữa, cho nên trong chợ vắng hoe à. Đa số là người làm ở trong chợ không thôi à. Rồi ở ngay giữa chợ có những cái đường đi á, thì họ hay để những cái kệ. Thì kệ này á, là bán sausage với lại pepperoni, là xúc xích. Summer sausage. Nguyên một cây xúc xích này á, là 1 pound, là khoảng 454 grams. Loại sausage này hả, con gái mình với ông xã mình mê lắm. 6 đồng 99 một cây. Pepperoni nè, nguyên một cây to luôn, cũng 6 đồng 99 luôn. Salami nè, họ đã cắt sẵn thành từng lát rồi. Một gói như vậy á, là 4 đồng 49 cents. Chỗ này á, là những loại thịt mà mình dùng để mình nướng barbecue. Thì có sườn heo nè, sườn heo thì có sườn non, sườn già, nguyên một vỉ to. Rồi thịt bò thì có thành từng lát để mình nướng hamburger đó. Rồi thịt bò họ làm sẵn thành từng viên tròn tròn. Những bịch này là đã đông đá rồi, gọi là meatball. Thường thì mình mua những loại này về để mình nấu spaghetti, là mì Ý. Những vỉ này là thịt heo xông khói xay. Đây là những viên meatball, những viên thịt viên mà còn sống chưa có nấu chín. Bacon, thịt ba chỉ xông khói. Những con tôm họ đã luộc chín rồi, xếp vào trong cái hộp tròn nhìn đẹp ghê không?
Còn muốn cái nhỏ hơn á thì có mấy cái hộp này xếp thành một nửa cái hình tròn thôi. Còn đây là những bịch tôm đã đông đá rồi. Có loại thì còn sống, có loại thì nấu chín rồi. Có loại to, có loại nhỏ, đủ thứ hết á. Hôm nay mình tính làm xà lách cho cả nhà, nên bây giờ ghé đến quầy mà bán rau để làm xà lách nha. Quá chừng loại luôn, nhiều quá. Dressing cũng quá chừng loại luôn, nhiều loại nước sốt quá. Rau xà lách nè, cải bó xôi. Rồi những cái hộp này á, là họ đã làm sẵn sạch cho mình rồi. Mua về cho ra dĩa là dùng ngay được liền, nhanh, gọn, lẹ nữa. Đủ thứ loại hết, nhiều quá. Đi đến hàng trái cây á, thì không thể nào không ghé đến chỗ bán strawberries là trái dâu tây. Con trai mình mê dâu tây lắm. Ăn dâu tây tốt mà, có nhiều vitamin C. Một hộp dâu tây như vậy á, 97 cents là chưa đến 1 đồng, là khoảng 22.000 đồng tiền Việt Nam cho một hộp. Một hộp như vậy là 454 grams. Con trai mình một lần là ăn hết cả hộp luôn á các bạn. Thịt bò họ đã gói cho mình xong rồi nè. Mình còn mặc nguyên bộ đồ đi tập thể dục về đó. Mình mua thêm một bịch cá salmon đông đá, 2 con gà đông đá nữa. Thịt bò có 1 đồng 97 cents một pound thôi. Miếng này ngon, miếng này cũng ngon luôn. Rồi mua 2 hộp dâu tây nữa. Mua vậy thôi. Đi chợ xem một vòng mà mình chỉ mua những thứ mà mình cần thôi. Trả tiền xong xuôi hết rồi, bây giờ đẩy xe ra ngoài bãi đậu xe. Không biết ở ngoài trời còn mưa không nữa.
Thịt bò mình vừa mới mua về đó, rẻ rè, 1 đồng 97 cent một pound là khoảng 4 đồng một ký, là khoảng 88.000 đồng tiền Việt Nam cho một ký. Thì một ví thịt bò này á là 6 đồng 56 cent, là khoảng 150.000 đồng tiền Việt Nam cho một vỉ thịt bò này nè. Ngon quá chừng luôn. Đó, rẻ ghê không? 1 đồng 97 cents một pound thôi à. Mình mua 2 miếng miếng này nữa. Cũng 1 đồng 97 cents một pound. Miếng thịt bò này thì nhỏ hơn xíu, cho nên 4 đồng 81 cents cho nguyên một vỉ này, là khoảng 110 ngàn đồng tiền Việt Nam cho một vỉ này. Rẻ ghê không các bạn? Đó, vỉ này là 4 đồng 81 cents, vỉ này là 6 đồng 56 cents. Rồi mua dâu tây nữa. Rồi gà nè. Rồi cá salmon mà đông đá. Dĩa này là dĩa của mình. À, đây là salad mình đã trộn giấm rồi. Cà chua bi. À, đây là cải spinach, bó xôi, cải bó xôi mình trụng sơ, mình làm salad chung với apple là táo. Dĩa này là của ông xã mình, cũng giống của mình luôn nhưng mà nhiều hơn. Dĩa này là của con trai mình, là cải bó xôi với apple với táo á. Dĩa này là của con gái mình. Bây giờ mình cho walnuts lên. Cái này là walnuts. Con trai mình thì không thích ăn walnuts, cho nên anh chàng là không có walnuts. Dĩa mỗi người mỗi khác một xíu ha. Đó, 4 người 4 dĩa. Mà chưa xong, bây giờ mình làm thịt bò, rồi mình cho thịt bò vào nữa thì mới xong lận. Nồi cho nó ít đắng một chút xíu. Sắp được rồi. Đó, dĩa này của con gái mình xong rồi nè. Dĩa này của con trai mình cũng xong rồi. Có thêm khoai tây chiên nữa. Còn dĩa ông xã mình với dĩa mình chưa xong. Đây, 4 dĩa đã xong rồi. Ui, dĩa này đẹp quá. Nhiều cái này. Bỏ cái hộp này của anh nè. Rồi, come. Get your plate. This is V's plate. That's Dylan's plate. No, vào đây. Cậu này để ngày mai mang đi làm nè. Bỏ ra hộp nè. This more? Yeah. Okay, good. Đó, thịt bò mềm quá chừng luôn. That's spinach, right? Yep, spinach, and then French apple. fries, and apple in there. And steak. I And can see, steak. is this medium or medium rare? Medium. I don't know, It between looks a medium. little bit red, so I think it's medium rare, but in the middle of medium rare. Anh có trái chanh không anh? Mang trái chanh lại không anh? Nếu có cần lấy wasabi luôn không? Không ạ. Slowly. Oh, because I don't want to hold it when it's that thin. Yes, like sauce one. Chính Anh cắt thử miếng thịt bò coi coi ngon không? Chấm rồi em. Miếng thịt bò của Đinh Lành ngon quá chừng kìa. Ow. Ừ.
bless you. Thank you. Đây, dưới này đây. Hôm nay nhà mình ăn tối như vậy đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu bạn nào chưa bấm nút đăng ký thì xin hãy bấm nút đăng ký liền bây giờ nhé. Để sau này khi mình post video mới lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Và các bạn nhớ bấm luôn nút like nữa nhé. Mình chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nữa nhé.